Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong ngày 15 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với cường độ giảm nhẹ so với 24 giờ qua. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào nhẹ, mang tính chất địa phương, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Miền Tây Nam Bộ phổ biến từ 34 đến 36 độ C. Dự báo 2-3 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây nối với rãnh áp 24 đến 27 độ Vĩ Bắc bị nén và làm đầy bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc có cường độ không mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Trung Bộ được hạ dần về trục phía Nam và hoạt động mạnh. Theo đó, thời tiết trong những ngày tới có khả năng có mưa dông cục bộ về chiều tối. Những cơn mưa xuất hiện vào chiều tối cần để đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nắng nóng gay gắt ở miền Đông Nam Bộ giảm dần, nắng nóng trên khu vực giảm nhẹ trên toàn khu vực miền Đông lẫn miền Tây Nam Bộ trong những ngày tới. Ngày 17, 19 và 20 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh khả năng có mưa trái mùa khoảng 60%, nếu xảy ra mưa cũng chỉ là mưa cục bộ. Ông Lê Đình Quyết thông tin. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 15 tháng 4, Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đông Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, Tây Nguyên và vùng núi Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Nắng nóng ở Nam Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, Tây Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, Tây Bắc 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông, cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, miền Đông có nơi trên 38 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng, nhiều mây, về đêm trời nhiều mây, không mưa, chỉ số UV tại các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống ngưỡng, nguy cơ gây hại khá cao. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 36 đến 37 độ C.
10 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký quyết định hỏa tốc về việc công bố quyết định khẩn cấp về thiên tai, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng, huyện U Minh Thượng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng hiện tượng El Nino, mùa mưa năm 2023 kết thúc sớm vào tháng 9 năm 2023, mặn xâm nhập sớm từ đầu tháng 1 năm 2024, không có nguồn nước ngọt bổ sung vào trong vùng đệm. Bên cạnh đó, mưa trái mùa trong mùa khô hầu như không đáng kể. Nắng nóng, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm dẫn đến bốc hơi mặt nước mạnh, cao hơn trung bình nhiều năm từ 37,8%. Nhu cầu bơm tưới từ hệ thống kênh đến dự trữ cho sản xuất và sinh hoạt của các nông hộ là rất lớn. Ngoài ra, cao độ đáy của một số kênh trong nội vùng khá sâu đã được nạo vét phục vụ nhiều mục đích khác nhau như san lấp mặt bằng, nền nhà, lấy đất để làm bờ, để thi hành công lộ giao thông, xây dựng công trình trên đất nền yếu gây sạt lở, sụt lún. Từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay, mực nước trên kênh đê Ba Ngoài và các kênh trong vùng đệm U Minh Thượng hạ thấp ở mức độ cạn kiệt. Khoảng cách từ mặt nước hiện tại cao cách độ mặt đường trên 5 mét, gây hiện tượng sụt lún, sạt lở, các tuyến lộ giao thông ở mức nghiêm trọng. Tính đến ngày 7 tháng 4, tổng số điểm sạt lở, sụt lún là 310 điểm, chiều dài 7.533 mét. Trong đó, tỉnh lộ 965 có 40 điểm sạt lở, chiều dài 885 mét. Nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới có thể sẽ là rất lớn, ước khoảng 7.000 mét, ước giá trị thiệt hại tăng thêm khoảng 105 tỷ đồng. Riêng lộ giao thông nông thôn có 270 điểm sạt lở, chiều dài 6.668 mét. Nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới có thể rất lớn, khoảng 1.515 mét, ước giá trị thiệt hại tăng thêm khoảng 76 tỷ đồng. Sạt lở đất, sụt lún đất cũng làm sập 26 căn nhà và 54 căn nhà có nguy cơ tiếp tục sụp cao, ước tổng thiệt hại lên đến 83,6 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng huy động các nguồn lực tiếp tục ứng phó với tình huống khẩn cấp do sạt lở đường giao thông nông thôn, sập đổ nhà dân và các công trình công cộng khác trong vùng. Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong ứng phó với tình hình sụt lún, sạt lở, lộ giao thông và nhà ở. Vận động các hộ dân có nhà xây dựng cập mé kênh di dời, kiên quyết di dời đối với những nhà ở các điểm đã rạn nứt, có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng người dân. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả tạm thời các điểm lộ giao thông nông thôn bị sụt lún, sạt lở, đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa nông sản của nhân dân trong thời điểm thiên tai. Sau thiên tai, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đề xuất giải pháp, kinh phí sửa chữa, nâng cấp công trình giao thông trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện. Về lâu dài, phối hợp các ngành chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp bền vững, chống hạn, chống ngập cho toàn vùng đệm U Minh Thượng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Sở Giao thông Vận tải xây dựng công trình khẩn cấp đối với hệ thống đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý, tiếp tục sửa chữa tạm thời ngay tại các vị trí sạt lở nghiêm trọng tỉnh lộ 965 để đảm bảo cho lưu thông trong thời điểm thiên tai đang xảy ra. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.